Làm sao để tính EPS trong tương lai? Chỉ số EPS là một trong những chỉ số quan trọng nhất khi tầm soát cổ phiếu. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư thường gặp khó khăn hoặc mắc phải nhiều sai lầm khi tính toán EPS cho tương lai trong quá trình thực hiện tầm soát cổ phiếu. Để tính earnings per share, bạn cần có dữ liệu về lợi nhuận sau thuế, cổ tức cổ phiếu ưu đãi và số lượng cổ phiếu đang lưu hành trung bình trong mỗi chu kỳ tính toán EPS. Lợi nhuận sau thuế ở đây thường được tính dựa trên lợi nhuận sau thuế của 4 quý gần nhất. Như vậy, chỉ số EPS sẽ phản ánh chính xác hơn giá trị thực tế của doanh nghiệp trong tương lai. Khi tính EPS, cần loại bỏ các lợi nhuận sau thuế không đến từ hoạt động kinh doanh chính như bán tài sản, bán cổ phiếu, thoái vốn. Việc này giúp tránh những khoản mục lợi nhuận có tính chất bất thường, dễ gây nên nhiều sai số trong định giá. Để tính EPS trong tương lai, bạn cần dự đoán lợi nhuận sau thuế của công ty dựa trên các yếu tố như dự án tương lai, xu hướng thị trường hoặc chiến lược kinh doanh. Bạn cũng cần dự đoán sự thay đổi trong số lượng cổ phiếu trung bình, có thể thông qua việc xem xét kế hoạch phát hành cổ phiếu mới hoặc chương trình mua lại cổ phiếu. Nếu có bất kỳ cổ phiếu phát hành mới hoặc mua lại trong kỳ, bạn cũng cần tính toán số lượng trung bình cổ phiếu lưu hành trong đợt này. Dựa trên kết quả số liệu trong quá khứ để dự phóng lợi nhuận sau thuế của các quý tương lai là phù hợp. Tuy nhiên, nhiều lúc công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng, phát triển bùng nổ thì phương pháp trên sẽ gặp sai số lớn, phải thường xuyên cập nhật thông tin số liệu là việc rất quan trọng. Hoạt động kinh doanh có thể trải qua những biến động lớn từng tuần, điều này cho thấy sự quan trọng của việc nghiên cứu sâu sắc và theo dõi sát sao tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Không phải tổ chức nào cũng hiểu và nắm rõ điều này, chỉ có bộ phận tài chính và kế toán của doanh nghiệp mới có cái nhìn toàn diện nhất. Theo thời gian, tiếp cận phương pháp này sẽ giúp bạn tiến sâu hơn vào dự báo của mình với những con số chính xác nhất. Chúng ta cùng lấy một ví dụ để tính EPS trong tương lai. Giả sử công ty ABC có lợi nhuận sau thuế trung bình 4 quý gần nhất là 100 tỷ đồng và có 1 triệu cổ phiếu ở đầu kỳ và 1,5 triệu cổ phiếu ở cuối kỳ, số lượng cổ phiếu trung bình sẽ là. Áp dụng công thức ta có EPS trong chu kỳ tài chính hiện tại. Ta dự đoán EPS trong tương lai với thông tin có được là công ty dự kiến tăng trưởng lợi nhuận lên 150 tỷ đồng tức khoảng 50% và phát hành thêm 500.000 cổ phiếu để tài trợ cho các dự án mới. Vậy nên, dự kiến EPS trong tương lai sẽ là. Lưu ý rằng việc dự đoán tương lai luôn liên quan đến mức độ không chắc chắn và kết quả có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Việc dự đoán còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị trường, kinh tế và chiến lược kinh doanh của công ty. Tốt hơn hết là không nên dựa vào một thước đo tài chính duy nhất mà nên kết hợp với các bản phân tích tài chính và các chỉ số khác. Học viện Cổ phiếu Trường Money, chúc các bạn đầu tư thành công!